Hello cả nhà, hôm nay là ngày thứ 18 chuỗi 30 ngày kẻ ben tiếp theo. Mình nói sẽ nói về bốn bước chơi kẻ ben đúng không ạ? Thứ một là tôi muốn có thế quan đúng đắn, thế giới quan sáng. Thứ hai, tôi biết các đồng đội của tôi trong nhóm mối quan hệ cũng muốn có thế quan đúng đắn và thế quan sáng như tôi. Thì tôi khuyến khích các đội của mình kẻ ben up video kẻ ben lên nhóm. Thứ ba là tôi quay video kẻ ben up lên nhóm. Thứ bốn là mình thiền cà phê về hành động kẻ ben trong ngày hôm nay, cũng như là hồi hướng các thế giới quan đúng đắn, thế giới quan sáng của bản thân, của các thành viên trong nhóm và mọi người và muốn người muôn loài. Thì em xin bắt đầu câu chuyện yêu bút của mình. Người cho em hỏi là em đang cầm gì trên tay ạ? Đó cái bút đúng không ạ? Cái bút thì mình thường dùng để viết và để ký. Nếu có một chú chó đi vào căn phòng này đến vị trí cái bàn này, em cầm phần này này, em cua cho một chú chó, nó sẽ làm gì vào đây ạ? Mình thấy nên nó sẽ thường là ngọng, nó nghịch, nó chơi hoặc là bỏ đi không làm gì cả. Như vậy là cùng là vật này thì mình coi đây là cái bút, nhưng chú chó không coi đây là cái bút mà chỉ coi là đuổi gặm để chơi thôi. Thì câu hỏi đặt ra là ai đang đúng, người đúng hay chó đúng ạ? Thì tao câu trả lời là hai đều đúng, vì ngay từ đầu thì tao cũng bắt ép nhau phải nhìn đây là cái gì đúng không ạ? Vậy ta có bảo đầu tiên rút ra ở đây là sẽ không có đúng và không có sai, khi chúng ta không có quy ước với nhau. Vậy thì chúng ta hãy tôn trọng thế giới quan của người khác. Thế giới quan được thể hiện ở cách nói, cách nghĩ, cách làm, cách lựa chọn của bất kỳ ai. Khi mình tôn trọng thế giới quan của người khác thì chúng ta sẽ không còn sự phán xét đánh giá và những cái tranh luận và cái bạn không tiết nó cũng không xảy ra. Mọi thứ nó chỉ có đúng và sai khi mà chúng ta đã có những quy ước với nhau. Ví dụ chúng ta có pháp luật này, chúng ta có nội quy giờ giấc làm việc của cơ quan đoàn thể này, cam kết của những đội nhóm. Thì khi chúng ta vi phạm những cam kết đó thì chúng ta sẽ sai luật và chúng ta sẽ bị phán xét. Tiếp đó thì em đặt cái vật này xuống dưới bàn và em và chó đi ra khỏi phòng này. Phòng ngoài sẽ tắt đèn tối om, không có ai đây nữa. Thì tại thời điểm mà không có chủ thể nào quản chiếu đến vật này này, vật này nó sẽ là gì ạ? Nó sẽ không là gì đúng không ạ? Và trong đạo Phật thì ta gọi là tính không, sự không tính, hay những tiềm năng của sự vật sự việc. Tính tiềm năng thể hiện ở chỗ là khi em quay trở lại căn phòng này trước, căn phòng này bật sáng lên và em đến vị trí các bạn này nhìn thấy vật này, rồi thành cái bút đúng không ạ? Rồi chó đi vào đây trước đến vị trí quan này, nó với lên và nó cũng nhìn thấy vật này thì nó sẽ lại phạm phóng nghịch với chơi vật này. Nếu em và chúng cháu cùng đi vào căn phòng này thì em bế nó lên và em và chúng cháu cùng nhìn lên vật này thì nó sẽ vừa là cái bút lại vừa là đuổi gặm để chơi. Như vậy là tính tiềm năng của vật này hiện chỗ là cùng là một vật nhưng vì có hai thực thể khác nhau đang cùng nhìn lên vật này và quan sát vật này nên đã xuất hiện thành hai thực thể khác nhau khi cùng một vật này, do góc nhìn của từng chủ thể lên cái vật này. Như vậy là mọi chúng ta có thể kết luận là mọi sự vật sự việc nó cũng như vậy, nó cũng có sự có tính tiềm năng thì hiện nó có thể trở thành bất cứ thứ gì thì đều có góc nhìn của từng chủ thể tác động lên nó. Cái việc mà chúng ta nhìn thấy đây là cái bút này thì nó xuất phát từ việc đến từ vật này, tức là vật này có ngôn ngữ gây trên đạo, chúng ta biết nó là bút như thế này. Hay chúng ta nhìn thấy đây là bút, à chúng ta thấy đây là bút đúng không ạ? Bởi vì nếu mà vật này có cách diễn đạt, có ngôn ngữ thì chúng ta biết nó là bút, thì con chó cũng sẽ được nó diễn đạt để con chó cũng biết đây là bút, và con vật khác cũng vậy, và những con vật khác và chú chó cũng cầm bút lên và viết chúng ta, nhưng chỉ chúng ta biết viết thôi. Như vậy là chúng ta có cái lợi thứ ba là mọi thứ đến từ tôi. Và tôi đến từ những hạt giống trong tâm trí của tôi phóng chiếu và quán chiếu lên vật này. Cái việc vật này có tính tiềm năng này, nó xuất phát, nó lại đến từ tâm trí của chúng ta ấy. Thì chúng ta có thể ước vật này vật có giá trị lớn hơn được không? Thay vì đây là một cái bút giá trị rất là nhỏ, chúng ta phải ước thành một viên kim cương, thành rất nhiều vàng bạc châu báu để chúng ta quy ra tiền. Thì đây giá vàng nó rất cao đúng không ạ? Chúng ta biết thành viên kim cương đúng không ạ? Kim cương ạ. Một cái em mở mắt ra này, thì tay em đang cầm vẫn là cái bút, vì đây là kết quả hiện tại. Và chúng ta có bài học thứ tư rút ra đây là mặc dù mọi thứ đến từ tâm trí chúng ta có tính tiềm năng nhưng không đến từ suy nghĩ tích cực hay sự mong cầu của chúng ta được, bởi vì chúng ta đã có dấu ấn và hạt giống về cái vật này rồi từ rất lâu, có thể là hoặc là từ còn nhỏ chúng ta được nheo vào tâm trí, được bố mẹ, được anh chị và thầy cô đặt trên tay và chuẩn bị là bút. Nên khi chúng ta đang cầm vật này trên tay như thế này thì dấu ấn và hạt giống kia bút sẽ bung nở và chúng ta phải nhìn thấy là bút hiện tại, nên là chúng ta không thể thay đổi được nó. Vậy thì chúng ta muốn, chúng ta không mong cầu cũng được, thì muốn đạt được những điều mong muốn trong tương lai chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ tạo ra những dấu ấn hạt giống, như dấu ấn hạt giống như cái bút này, để tương lai chúng ta sẽ thấy những hạt giống và dấu ấn chúng ta tạo ra sẽ bung nở qua bốn bước gieo hạt, bốn bước Starbucks. Ví dụ như là mình muốn tài chính tốt, tự do tài chính, mình giúp người khác tự do tài chính, hoặc là có tài chính tốt, có thể là cho họ vay tiền một cách trực tiếp nếu họ đang rất cần tiền, và gián tiếp thì mình giúp họ tìm việc làm, giới thiệu việc làm cho họ, dành thời gian để chia sẻ cho họ những kỹ năng về kiến thức bán hàng, kỹ năng xây dựng đội nhóm để họ có thể kiếm được tiền. Như vậy là bài học thứ năm rút ra ở đây là mặc là chúng ta muốn có thứ gì, chúng ta hãy cho từ đó đi trước và thực hiện bằng thân khẩu ý chúng ta qua bốn bước gieo hạt thì chúng ta sẽ đạt được những điều chúng ta muốn tương lai. Em kết thúc câu chuyện cái bút của mình ở đây. Biết ơn cả nhà đã cho em cơ hội gieo pen ngày 78-90 và mình nhớ là sẽ thiền cà phê về hành động kể pen ngày hôm nay cũng như hồi hướng cho thế giới các bạn đúng đắn, thế giới quan sáng của bản thân mình, của các đồng đội trong nhóm của mình cũng như là mọi người muôn loài xung quanh mình. Xin chào cả nhà.